Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube tin tức nhanh 24 giờ. Ban biên tập chương trình kính chúc quý vị ngày mới vạn sự hanh thông, ngập tràn niềm vui và may mắn. Hãy click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới nhất. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin của chúng tôi. Bắt giam Ngô Công Chứ, thành viên của tổ chức khủng bố Đào Minh Quân, Mới đây, Công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Công Chứ 33 tuổi, ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, H. Tây Hòa, Phú Yên về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của bị can này. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, thông qua mạng xã hội Facebook và kênh YouTube từ tháng 2 năm 2020, Ngô Công Chứ đăng ý tham gia cái gọi là chân cầu dân ý theo lời diêu giao kêu gọi của tổ chức phản động mệnh danh chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Sau đó, Ngô Công Chứ không chỉ được tổ chức phản động nêu trên cấp mã hiệu TCDI và cũng là mã công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tạo dựng. Đến tháng 8 2020, Ngô Công Chứ tiếp tục được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, kết nạp thành viên, đồng thời giao nhiệm vụ tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia các hoạt động của tổ chức phản động này từ khi được phong là thành viên ngô công chứ thường xuyên tham gia nhóm họp trực tuyến của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời trong các cuộc họp đó ngô công chứ không chỉ tham gia thảo luận trao đổi thông tin mà còn tiếp nhận chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân từ một số đối tượng cầm đầu ngoài ra ngô công chứ còn thường xuyên đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội những bài viết hình ảnh video có nội dung kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ủng hộ Đào Minh Quân một trong những đối tượng cầm đầu và tự phòng chức tước Thủ tướng của Tổ chức Phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Không dừng lại ở đó, từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Ngô Công Chứ còn tuyên truyền, lôi kéo một số người thân trong gia đình tham gia Tổ chức Phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đối tượng này cung cấp thông tin của 8 người thân trong gia đình để đưa vào tham gia hoạt động trưng cầu dân ý và đã được cấp mã hiệu TCDI. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được và kết quả điều tra, chân cầu giám định, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ngô công chứ về tội danh nêu trên theo quy định tại khoản 1, điều 109 bộ luật hình sự. Theo thông báo của Bộ Công an, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, có hoạt động chống phá đảng và nhà nước Việt Nam với phương châm đốt sạch, phá sạch, giết sạch để thực hiện mục đích thay đổi thể chế chính trị, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiền thân của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là Tân Dân Chủ thành lập năm 1991. Tổ chức này do Đào Minh Quân sinh năm 1962 quê ở thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam, Trung úy chế độ Việt Nam Cộng Hòa cầm đầu. Đối tượng này đang lưu trú tại Povoc 2807 Anaheim, K92814 California, Mỹ, Hải Anh. Kết thúc bản tin này chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn rồi giàu sức khỏe vui vẻ an lạc hạnh phúc bên người thân và gia đình hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau